Chào tất cả anh em nhé. Cái cây xanh này trước đây tôi có uốn cho nó một lần theo dáng văn nhân đấy anh em. Nhưng mà bây giờ nó thế này này anh em này. Giờ nó cũng thành một cái dáng mà cây nó cũng khỏe rồi nhá. Nhưng mà cái vết sẹo này, cái sẹo trước đây tôi cắt là tôi bôi keo cho nó một lần nhưng mà da nó chưa ăn rồi anh em ạ. Bây giờ muốn cho nó cái sẹo này nó nhanh kéo thì mình phải gọt anh em ạ. Phải gọt cái lớp vỏ ngoài, cái lớp bì ngoài này, để mình bôi tiếp cho nó một lần keo nữa. Phải làm liên tục thì cái keo này, cái vết này nó mới nhanh liền xẻo anh em ạ. Chứ còn mình cứ để cái này thì lâu lắm. Mình để cái này thì những cái cành này nó khỏe lên thì nó kéo cái sẹo này thôi, nhưng mà nó lâu hơn anh em ạ. Tại vì mình bây giờ mình có cái keo ấy, thì keo Mỹ Tiến ấy, thì nó nhanh liền sẹo thì mình nên dùng tận dụng cái keo đấy. Mà cả những cái vết này nữa anh em này, không phải cạo hết vỏ ra, bôi vào. Cái cây này giờ nó thành một cái hình dáng này anh em. Cái vết đấy mà nó, cái lớp này nó bo keo lại thì cành nó to lên một tí thì cái cây này là nó mới cả bộ rễ mình hoàn chỉnh một xíu nữa thì cái cây này là nó mình chơi được. Để xoay vào anh em xem. Cây này nó khỏe nên cái lá của nó bóng mượt rồi anh em ạ. Giờ tôi bôi cái này anh em xem cho vui nhé. Đây anh em ạ. Mình muốn bôi keo cho nó thì mình phải gọt thế này anh em này. Chứ còn nếu mà mình mà không gọt thì mình bôi keo và nó vô tác dụng luôn. Làm 2-3 lần, lần sau thì mình cạo mỏng thôi. Cạo để cho nó xước cái vỏ cho là được. Đây là cũng là một cái kinh nghiệm mà tôi học từ một cái anh làm cây cảnh ấy. Chứ trước đây tôi cũng chả sử dụng keo mấy đâu. Nhưng mà sử dụng thấy nó hiệu quả nên tôi chia sẻ lại cho anh em. Đây là anh em này, mình phải làm cái này này. Thì khi mình bôi nó mới có tác dụng. Mình bôi dày một thời gian là nó bo hết cái vết da này vào anh em ạ. Đây anh em này, anh em sử dụng cái keo này, cứ bôi dày với cái keo này nó bán rẻ mà. Cái hộp này thì nó khoảng vài chục nghìn thôi anh em ạ. Những cái cây như này thì mình phải bôi được cả 100 cây. Cứ vết nào cắt mới cần liền sẹo thì mình bôi nó vào. Ngày xưa tôi dùng, tôi làm cây thì chưa có cái keo này thì tôi ít khi tôi dùng lắm. Và tôi chỉ sử dụng cái phương pháp là mình để chồi mầm thở anh em, để cho nó kéo sẹo thôi. Nhưng mà từ khi nó có cái keo này thì tôi dùng nó thấy hiệu quả thì cứ vết cắt là tôi sử dụng anh em ạ. Vết cắt mấy vết nào mà mình cần liền sẹo này mình sử dụng. Mấy cả thứ hai là cái vết cắt của mình, nhưng mà mình bôi cái keo này nó chống khuẩn anh em ạ. Keo này nó tác dụng chống khuẩn này, kéo sẹo. Cây không bị mất nước này. Video tôi chia sẻ về cái vấn đề bôi keo liền sẹo đến đây. Tạm biệt tất cả anh em nhé.